Chào mừng các bạn đến với dòng Performance Plus trái tim của THOL Dream Center có tên là Rosary Toto. Tất cả các chi nhánh của tôi đều trang bị dòng Performance Plus full răng. Full răng ở đây không phải là động tác mà là full răng ở đây là một dãy máy. Tất cả những cái máy mà Performance Plus của Top Top đều có mặt ở BBT. Ngoại trừ cái máy deep thôi. Cái máy deep chơi BA ngon hơn. Và đây là chiếc máy tập eo huyền thoại không thể thiếu trong bất kỳ phòng gym nào. Và nó tốt hơn hẳn những chiếc máy tập eo duy dùng chữ eo, không dùng chữ bụng, có tên là Rosary Toso nha. Tên máy nó hơi khó nhớ, các bạn cũng cần phải nhớ tên máy. Thật sự như trong tất cả những dòng máy mà soft drive á thì á, như ghét nhất cái thằng này, cái tên nó khó nhớ lắm. Định nghĩa một chút, soft drive là gì? Soft drive là một cái máy nó có cái nệm, có cái ghế, có đồ chỉnh, rồi có cái hộp này nè. Nó có cái hộp này nè, đó, xong rồi nó có mấy cục tạ thẻ, xong rồi chọt, mình kéo lên. Tên nó là Slot Drive. Rồi đến với chiếc máy này, nó cũng như bao nhiêu chiếc máy Performance Plus khác. Sản xuất Made in USA. Made in USA nó tạo ra cái hồn, trái tim của cái máy, làm chúng ta không phải nói nhiều. Có những cái thông số bình thường, tên nhà sản xuất đây, nơi sản xuất đây, checklist ở đây, tất cả mọi thứ. Nè, tên máy màu đỏ ké luôn, Performance Plus. Logo quyền thoại chà bá luôn đó, không cần phải nói nhiều. Là bây giờ là lép á, là chúng ta chỉnh cái máy về phía lép, xong rồi chúng ta cầm, chúng ta quay qua đây đó, quay qua đây để chúng ta tập eo một bên, xong rồi chúng ta đảo lại, quay qua đây tập eo một bên. Mấy bạn mới á, bạn xoay cái vị trí này nè, nó sẽ rất là khó tập đó, nên tôi khuyên các bạn là xoay vị trí giữa thôi. Vị trí giữa là vị trí vừa đó, chơi được rồi. Hai tay chúng ta cầm chặt vào đó, cái người chúng ta nè, cái người chúng ta tùy vào chiều cao các bạn, tựa người vô hai cái này, bạn để hỏng gì cũng được, nhưng mà với điều kiện bạn quen rồi như Duy thì ok, còn các bạn chưa quen các bạn để vậy. Cái chân không cần phải ép sát vô đây đâu, không cần phải ép sát, mà chân bạn chịu thẳng xuống đệm nè, chịu nè, chân ở đây gì chịu nè đó, có một chân trụ đúng không, tập bên đây thì phải trụ bên kia cho nó thăng bằng. Rồi cái chân này nè kẹp vô đây. Một buổi tập eo thật sự phải là sự cố gắng và sự miệt mài. Trong tất cả những cái máy tập eo không có máy nào tốt bằng Strike cả. Nên các bạn không đầu tư cái máy này trong phòng tập là bạn sai lầm cực kỳ. Và bản thân cá nhân tôi, Duy Nguyễn, tôi vẫn tập trên những cái máy này. Cái máy này nó quan trọng không thể thay thế. Đó mà nhiều khi mà chị em phụ nữ mà dành cái máy này, mình phải bấm bụng mình ngồi mình chờ đó. Và điều đó sẽ được khắc phục trong những cái gym center quận 9. Là những cái máy quan trọng sẽ là hai máy. Bình Tân một máy thôi, hết chỗ để. Vô. Duy tập là 90. Ê em nội, khứa nào tham nhũng con dây rồi? Hả? Ô, cái thằng nào chơi khứa đó, má nó rút cái này đi, nó non cách là thấy mẹ luôn đó ba. Mà thấy không, đồ Mỹ Đế nhìn như á. Không biết sao á, đồ Mỹ Đế, cây nó nhìn vậy nè. Má chơi gì đâu, con dây đâu ai ai, mấy cái thằng coi phòng bên quận 12 á, tụi em phải mua dây gắn vô nha ba. Cậu để nó cầm cây nó nhót mỗi cái quần xong mà camera không thấy được, về mất luôn. Mà thấy ghê ta. Thôi coi clip này giống mặt cây này đi. Mua cái đó xong rồi gắn vô mấy bậy. Chơi vậy đó mà. Chỉnh chuột. Hây. Cơ của Duy á là bên đây nó yếu hơn, bên đây nó mạnh hơn, nên Duy tập bên này trước. Đó. Vậy thôi. Hây. Yeah.
Nghĩ tao ra 2 phút. Thích tập cái ghế này vậy em, là cái tướng tập nó vừa đẹp, nó vừa có thể truyền cho ta được động lực mà cái tỷ lệ vô cơ rất là cao. Nên rất là ưng cái máy này. Cái máy này ở bên quận 6 là anh mua hồi từ năm 2014 rồi đó. Wow. Mà thấy tầm quan trọng của cái máy này. 1 phút. Còn 2 set nữa, cố lên. Come on, set 3. 2. Vô anh em ơi, ai mua đồ kem xét cuối cho nó ngon nha. Thần thái lên, tinh thần lên, sung lên, không từ bỏ. Chưa đâu, đừng cấp máy còn nữa. Tập ở Thor Gym, phòng gym đẳng cấp 5 sao, chất lượng hàng Mỹ Đế. Hãy văn minh lên nha các bạn. Nãy giờ trai rét cái gì đây? Khai đi. Nãy giờ mấy bạn trai rét gì đây? Nếu bạn không làm cái bước này á, là người ta sẽ đánh giá bạn là người ăn ở dơ, không có văn minh, đúng không? Đi đến nơi công cộng không biết giữ gìn vệ sinh chung. Bạn ôm cái máy bạn tập, bạn ra mồ hôi, không ai dám tập nữa. Hiểu không? Đó. Nếu mà mồ hôi của bạn đổ ra mấy cái ram này nữa là bạn phải lao tiếp. Rất tiếc mồ hôi gì cũng có. Xong đi xuống lên tầng 2, xả cái khăn ra, lau mặt xong qua xếp mới. Tôi làm việc nhiều máy lắm chứ không phải máy đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đến Thor Gym các chi nhánh để trải nghiệm những máy tập đẳng cấp nhất hành tinh với sự hướng dẫn nhiệt tình của Kim Chúa nha. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy
Bao rắc hai em hấp rắc đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo